Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay cho quý vị dự án 4 căn nhà tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 4 cái căn nhà này thì đường ngõ thực tế là ô tô đi qua cửa được. Và cái thiết kế thì từ 30 cho tới 35 mét vuông, thiết kế và xây dựng 4 tầng. Ở đây thì cái cụm này là vừa mới hoàn thiện xong hết mọi người ạ. Giá chào bán từ 1 tỷ 950 triệu đồng một căn. Với cái căn nhà này thì vừa hoàn thiện xong. Cái ưu điểm của cái căn nhà này là đường to, ngõ rộng, gần với trục đường quốc lộ 6. Và tiếp theo nữa là cái căn nhà này thì ô tô đỗ được cửa thoải mái, có thể kinh doanh nhỏ. Nó nằm ở trên trục chính mọi người ạ. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Cụ thể căn nhà này thì diện tích 32m², thiết kế 4 tầng. Hướng nhà là hướng đông bắc. Cửa chính được thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa cuốn và bên trong là cửa kính cường lực. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thiết kế ở đây cho quý vị. Đây. Tầng 1 thiết kế ở đây là tủ bếp, phòng khách, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà này, lô góc hai mặt thoáng. Đó, cửa chính và ở đây là cửa sổ phụ hướng ra phía mặt ngõ bên trong này, rất là thoáng. Với cái 4 căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Tủ bếp hoàn thiện xong xuôi đầy đủ cho quý vị rồi. Đó, phụ kiện bếp rồi là mọi cái. Hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Ở đây thì sổ đỏ cũng riêng biệt từng căn. Quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Vị trí thì phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc đi làm ở Chương Mỹ, khá là hợp lý nha. Với cái phần mặt bếp thì toàn bộ là ốp đá granite cho mình. Phụ kiện bếp, tủ bếp, chậu rửa, vòi rửa đều đã được lắp đặt cho mình đầy đủ rồi. Tiếp theo, mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên. Ngoài cái phần tầng 1 phòng khách, phòng bếp thì ở đây thiết kế cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cũng khá là rộng, sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ 4 cầu vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đây, ở đây còn có một cái cửa ngách ra mặt ngõ này mọi người ạ. Đây. Bên trong này còn 3 căn nhà nữa. Diện tích cũng từ 30 cho tới 32, 33 mét vuông. Bên trong này 3 căn thì giá bán là 1 tỷ 950 triệu đồng quý vị nhé. Đó. Còn cái căn nhà Ngọc Ánh đang quay này thì có cái giá bán là 3 tỷ 100 triệu đồng. Nó là ở cái trục đường chính, ô tô đi qua, ngày đêm đỗ thoải mái quý vị ạ. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với ngôi nhà này thì tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng. Với hành lang đi vào thì có cửa sổ thông thoáng. Với một cái căn nhà này thì phòng ngủ siêu rộng ở phía trên tầng 2 đây quý vị nhá. Vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất. Diện tích sổ đỏ chuẩn chỉnh của căn nhà này là 32m². Đó. Nó có ưu điểm và nó cũng sẽ có nhược điểm quý vị ạ. Đi lại thì nếu như để mà nói từ căn nhà này mà lên tới trung tâm, ví dụ như lên tới Hồ Hoàn Kiếm ấy, thì nó sẽ rơi khoảng tầm 17km. Cho nên quý vị có thể cân đong đo đến cái quãng đường đi, xem là có phù hợp với lại gia đình mình hay không. Xung quanh thì với cái căn nhà này thì tiện ích cũng khá là đầy đủ cho quý vị. Về trường, chợ, trường, phường, trạm là chuẩn chỉnh đầy đủ. Nó sẽ phù hợp với quý vị nào đi làm đo cái cung đường mọi người nhé. Từ vị trí căn nhà này nó cách với bến xe Nghĩa nó khoảng tầm 4 cây. Cách với lại tuyến đường sắt trên cao cũng tầm đấy. Duy nhất là nó gần với lại trục đường quốc lộ 6. Nó cách với trục đường quốc lộ 6 khoảng tầm 400m thôi. Đó. Trên phía tầng 2, tầng 3 đây thiết kế gần như là giống hệt nhau. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Tất cả các cửa sổ đều thiết kế 2 lớp, rất là an toàn, thẩm mỹ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ cho mình. Đó. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá màu trắng. Phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đây, khá là rộng. Đó. Đầy đủ bồn cầu cũng như là hệ thống sen tắm nóng lạnh. Đây là ở đây có cái cửa gió. Đó. Rất là thoáng. Công năng sử dụng cho một hộ gia đình quá là ok mọi người nhá. Sau đây mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà, mọi đã chia sẻ rồi, thiết kế giống hệt như ở tầng 2. Phòng ngủ rất là rộng. Xung quanh dân cư rất là đông đúc. Quý vị ạ, đó.
Ưu điểm đường to, ngõ rộng, ngõ thông, ô tô đi qua. Kinh doanh nhỏ. Ví dụ quý vị nào có kinh doanh online mà muốn xe tải đậu hàng ngày đêm để nhập xuất hàng thì quá là ok cho một cái căn nhà này. Thông thoáng, gần với trục đường lớn, gần với bến xe. Đây, nhà vệ sinh ở phía tầng 3. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với tất cả quý vị nào có nhu cầu. Về cái phần ngân hàng thì hiện tại các ngân hàng hiện tại đang nới dần cái zoom cho vay rồi, cho nên quý vị cứ yên tâm nhé. Sau đây còn tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà mời theo em lên khám phá nốt tầng cuối cùng nhé. Và đây là tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 thiết kế cho quý vị ở đây một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một cái view, nói đúng là cái cửa sổ siêu 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 rộng quý vị ạ. Đó, rất là thoáng, ánh sáng tự nhiên đây. Trên tầng 4 hiện tại ngõ ánh nắng không bật điện nhá, cực kỳ là thoáng. Tầng 4 thì thiết kế ở đây cho quý vị cũng một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ. Cái này là tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Phòng thờ, thờ, phòng ngủ, phòng làm việc vân vân. Cái này thì đấy, quý vị có thể cân đối. Tất cả các phòng đều vuông vắn. Đó, rộng. Cửa sổ này, 1, 2, 3, 4 cái cửa sổ ở trong một căn phòng mọi người ạ. Đấy, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Duy nhất tầng 4 là không thiết kế trần thạch cao, thiết kế trần thường cho quý vị thôi. Còn đâu thì như nhau. Và đây vẫn có một phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 4 nữa quý vị nhé. Đây, vẫn có một phòng vệ sinh sử dụng cho quý vị ở phần tầng 4. Đó, đây là cái khu thiết kế đẹp thế này, sau này quý vị có thể để máy giặt ở trong đây cũng được. Còn đây, ở ngoài này thực ra ấy, theo Ngọc Ánh chia sẻ thì ở đây cái hành lang này nó rất là rộng. Quý vị nào mà chỉ đấy thì có thể kê ban thờ ở đây cũng được, thì phòng kia tận dụng là phòng ngủ khá là rộng đây. Nói chung cái này tùy công năng của mỗi một hộ gia đình, còn Ngọc Ánh đã review khá là chi tiết cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà này. Vị trí của nó thì là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cách với lại trục đường quốc lộ 6 400m, cách với bến xe Yên Nghĩa 4km. Giá bán căn thấp nhất của 4 căn nhà này là 1.950.000.000 đồng, diện tích 32m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Tất cả cái giá bán đều đã có đầy đủ sổ đỏ giá cả nhà và đất. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái cụm nhà 4 căn này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.